nhiếp thanh vừa giải quyết xong chuyện ác quỷ về nhà, lại nhìn thấy người đàn ông một đêm phong lưu ngồi sổng trước cửa nhà cô. Hắn ông một quả trứng trong lòng lên án nàng. Nguy diễm. Em mang trứng của anh. Hả? Chờ một chút, hình như cô không có năng lực đó. Nguy diễm. Anh không phải không muốn chịu trách nhiệm chứ. Biết được đảng đảng muốn ăn ác quỷ, tà thần là vua dạ dày, nhiếp thanh đành phải cố gắng bắt quỷ nuôi sống người một nhà. Nhíp thanh sau khi lấy lại vòng tay đột nhiên bị truyền tống đến thế giới quỷ dị, cần thông quan mới có thể quay về thế giới hiện thực. Hảo 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 đang lo đảng đảng không có gì ăn, không cần lao lực đi tìm thức ăn. Trứng Cảm ơn món quà của thiên nhiên. Quỷ dị Có thể đừng cho cô ấy vào không, đặt hàng ở đây rồi. Chương 1 Không nên tin bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Đi thôi, một cái tai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Ác quỷ Đáp án dĩ nhiên là quỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 ta có người trứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chúc mừng ngươi, trả lời chính xác, quỷ vực tan rã, khôi phục hiện thực. Một giây sau hứa lâm trở lại hiện thực, thi thể bạn bè trên xe chính bắt đầu thối rửa, hứa lâm đạp thắng xe, cho nên hắn vẫn cùng một thi thể đợi trong một chiếc xe. Hứa lâm mở cửa xe rốt cuộc nhìn không được bắt đầu nôn, cuối cùng trong dạ dày thật sự không có gì để nôn. Bên cạnh đưa tới một chai nước, hứa lâm nhận lấy súc miệng, sau đó nhận ra có gì đó không đúng, anh chậm rãi ngẩng đầu là người chủ xe đuổi theo hắn, bên cạnh chính là ánh mắt hắn hơi chuyển động, quỷ đối diện lại nở nụ cười với hắn. Hi hi hi, ngươi nhìn thấy ta rồi. A a a a a, quỷ cứu mạng a. À. Nếp thanh đau đầu nhìn bọn họ, đừng kích động, cô ấy không đã thương người. Cuối cùng Hứa Lâm ngồi ở chỗ cục cảnh sát để tâm mới hơi buông xuống, nhìn tô nhã nghênh ngang đi vào, da đầu Hứa Lâm tê dại, những người khác lại không nhìn thấy cô đội trưởng cục cảnh sát này hình như rất quen thuộc với cô gái kia, vốn chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, đội trưởng Lý nghe xong lại không cảm thấy anh ta bị bệnh thần kinh. Nhíp tiểu thư, gần đây thành phố A càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, gần đây tôi xin cục Zero điều thêm vài người tới, trước khi bọn họ tới sẽ làm phiền cô. Gần đây quả thật kỳ quái, có điều tra được nguyên nhân gì không? Đội trưởng Lý đặt ly nước xuống, hoàn toàn không có đầu mối. Đã trễ thế này rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi nhiếp thanh dặn dò chuyện của hứa lâm rồi rời khỏi cục cảnh sát hiện tại chính là giúp tô nhã tìm một chỗ an thân bất quá trời quá muộn ngày mai lại tìm đi nhiếp thanh ở tiểu khu cao cấp người chung quanh không nhiều lắm tính an toàn cũng rất tốt tô nhã càng tiếp cận tiểu khu trong lòng càng bất an quỷ vật trời sinh đối với nguy hiểm cảm giác rất mạnh cô kéo tay áo nhiếp thanh bất an lắc đầu thanh thanh nơi này không đúng không phải quỷ khí giống như loại nguy hiểm gì, đừng đi." Nhiếp Thanh vỗ vỗ tay cô an ủi. "Em đừng sợ, em trốn sau lưng anh." Một người một quỷ cẩn thận hướng tiểu khu đi đến, dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì đồ vật kỳ quái, ngược lại là gặp được mấy cái hàng xóm lẫn nhau chào hỏi. Càng tiếp cận chỗ ở Tô Nhã trong lòng lại càng bất an, hơn nữa thứ này một chút cũng không thu liễm khí tức, giống như là đang đánh dấu địa bàn này. Ngay trước cửa nhà Nhiếp Thanh một người đàn ông mặc áo bào đen đứng thẳng ở cửa, trong lòng còn ông thứ gì đó. Tô Nhã thấy nam nhân như lâm đại địch, đó là một tồn tại rất nguy hiểm, căn bản đánh không lại. nhiếp Thanh cũng nhìn thấy người đàn ông, nghi hoặc hỏi. Anh tìm ai? Khuôn mặt người đàn ông lộ ra trong không khí, có chút u oán mở miệng, em không nhớ anh sao? Trong nháy mắt nhìn thấy mặt người đàn ông, ký ức của nhiếp Thanh hiện lên, là người đàn ông từng có một đêm phong lưu vì sao lại nhớ rõ ràng như vậy bởi vì khuôn mặt tuấn mỹ cùng khí chất độc nhất vô nhị của nam nhân từ khi nàng sinh ra đã chưa từng thấy qua nam sinh nào đẹp trai như hắn một tháng trước bởi vì say rượu không cẩn thận đã xảy ra quan hệ với anh tuy rằng lúc đi để lại rất nhiều tiền mặt nhưng anh đột nhiên tìm tới cửa khiến cho cô có chút chột dạ em thật vất vả mới tìm được chỗ ở của anh em có trứng của anh nguy diễm thẹn quá hóa giận lần này không chỉ có nhiếp thanh bối rối, tô nhã ở một bên nầm nấp lo sợ cũng bối rối, đây là thuật lừa đảo kiểu mới gì sao? Cái? Cái gì? Đêm hôm đó chính là người bình thường, cô lại không có người nào làm cho người ta mang trứng. Nguy Diễm lấy trứng trong lòng ra đưa cho cô, nhiếp thanh nhận lấy, trứng cao hơn 10cm, hoa văn là đỏ xanh đang xen. Trứng lăn lộn trong lòng cô, giống như là rất thích hơi thở của cô, nhiếp thanh tĩnh tâm kiểm tra thực hư bên trong quả thật bao hàm hơi thở của cô nguy diễm nhìn cô không nói lời nào rất tức giận không phải anh không muốn chịu trách nhiệm chứ a à không tôi không phải vào phòng trước chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhiếp thanh lại khôi phục bình tĩnh trước sau như một làm cho người ta đoán không ra cô đang suy nghĩ gì Tô nhã phát ra thanh âm chật chật lấy kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết của cô trong đầu nháy mắt phát họa ra nội dung vở kịch đại khái ta mị lệ quỷ dẫn bóng chạy bá đạo tróc quỷ sư truy phu họa tán trường hơn nữa biểu tình này của nhiếp thanh rõ ràng là không muốn chịu trách nhiệm sau đó trải qua một loạt ngươi yêu ta ta không yêu ngươi ngược luyến tình thâm lời quỷ mang theo trứng chạy trốn mà nhiếp thanh mới hối hận không kịp bắt đầu truy phu họa tán trường càng nghĩ càng hưng phấn thậm chí trong mắt bắn ra ánh sáng bát quái mãnh liệt thật kích thích cho tôi gặp can can tôi nhã đi theo phía sau bọn họ Ai ngờ dây tiếp theo cửa bị thình thịch đóng lại, chỉ để lại cô cùng mặt tiền nhìn nhau, chờ một chút không thích hợp. Các ngươi có phải đã quên còn có một quỷ A, à? ta nên làm cái gì bây giờ, ta còn chưa học được xuyên tường đâu. Các ngươi có người quản sống chết của ta sao, ta là tới gia nhập cái nhà này. Ngay khi Tô Nhã khiếp sợ nơi này cách âm thật tốt, Nguy Diễm đóng cửa ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Tô Nhã không tin tà dơ quỷ thủ lên đập về phía cửa. Trong miệng còn hô, mở cửa A, à, ta biết ngươi ở nhà, ngươi có vốn sự tình tới cửa, ngươi có bản lĩnh mở cửa A. À. Ai biết vừa đập cửa đã bị văng ra, mặt trên xuất hiện hai chữ quỷ hỏa tạo thành. câm miệng. Tô nhã nhất thời im lặng như chim cút, quỷ hỏa cũng biến mất. Người bên trong hoàn toàn không biết quỷ bên ngoài sắp tự bế, sau khi đi vào nhiếp thanh rót hai ly nước vừa mới ở trên bàn phòng khách. Phòng khách lan tràn ra một cổ cảm giác xấu hổ nhiếp thanh cũng không biết mở miệng như thế nào một mình cô đã quen cùng người cũng không thế nào trao đổi muốn nói chuyện thân mật nhất từng làm chính là cùng nam nhân trước mắt này bất quá đây cũng chỉ là lần thứ hai hai người gặp mặt đột nhiên xuất hiện một quả trứng quả thật làm nàng kinh ngạc người ta thanh âm hai người giao nhau nhiếp thanh tạm dừng mở miệng ý bảo anh nói trước nguy diễm cố gắng bình tĩnh mở miệng mẹ là mẹ của trứng mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng nó nếu không pháp luật nhân loại cũng không cho phép cậu cũng không muốn lúc thi công để lại tiền án chứ nguy diễm tự nhận là nắm được nhược điểm của nhiếp thanh hắn đã điều tra qua nhân loại rất coi trọng khảo công cho nên nàng khẳng định sợ hãi nhiếp thanh nhìn hắn làm nền lâu như vậy mới nói ra những lời này trong lòng cảm thấy buồn cười nàng hiện tại là nghề nghiệp tự do lý đội trưởng ngược lại muốn cho nàng nhập biên chế hơn nữa cô giống như là người không chịu trách nhiệm sao nhưng trong lòng lại nổi lên tâm tư trêu chọc nguy diễm nhìn nàng vẫn không có biểu tình trong lòng thấp thỏm trong lòng suy nghĩ nếu không mê muội nàng kéo tới hang ổ ánh mắt nhìn nguy diễm càng ngày càng nguy hiểm nhiệt độ bên cạnh cũng đột nhiên giảm xuống đèn phòng khách lúc sáng lúc tối chiếu khuôn mặt người đàn ông cũng quỷ dị đến cực điểm không gian xoay tròn một trận trong nháy mắt nhiếp thanh đã đến một địa phương xa lạ nơi này rất là quạng cu ẻ, dương mắt nhìn lại là một tòa cung điện bố cục, trong không gian bày đầy châu báu trang sức, bất kỳ một kiện nào cũng là giá trị xa xỉ. Nhiếp thanh tầm mắt dừng ở một cái bình hoa cổ, nàng nhớ không lầm cái này tại một cái đấu giá hội thượng bị một cái thần bí phú hào bán đi. Ngươi thích bình hoa này không? Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, đồ vật nơi này đều là của ngươi. Nguy diễm hai mắt sáng ngời, hắn cái khác không có liền những này lấp lánh đồ vật nhiều, bằng không chờ ngày mai để cho tín đồ của hắn hiến nhiều một chút bảo vật. Bình hoa này là người đấu giá ở hội đấu giá sao? Ta nhớ rõ lần trước đấu giá hội có cái này. Đây là những gì các tín đồ của tôi đã dâng cho tôi, và tôi sẽ cho họ nhiều hơn những gì bạn thích. Nhiếp thanh dừng một chút, từ nơi này đồ vật đến xem hắn sống ít nhất ngàn năm, hơn nữa đến bây giờ còn có tín đồ cung phụng hắn, những gia tộc kia ít nhất cũng truyền thừa ngàn năm, gia tộc một đời một đời cung phụng mới có thể ngàn năm truyền thừa không ngừng năm nay em bao nhiêu tuổi nip thanh đột ngột nói vấn đề này nguy diễm không muốn tiếp xúc nhất tuổi của hắn ở trong quan niệm của nhân loại chính là trâu già ăn cỏ non ánh mắt nguy diễm lóe lên gần đây em mới trưởng thành trước đó không lâu vừa vượt qua thời kỳ động dục tuy rằng trưởng thành của hắn cùng trưởng thành của nhân loại không phải là một khái niệm nhiếp thanh nhìn hắn nói chuyện khác, khóe miệng nhìn không được dương lên, ngược lại không vạch trần tâm tư nhỏ nhặt của hắn. Không có lỗi, không biết ngươi là loại thể chất này, lúc sinh nó nhất định rất vất vả. Nghe vậy nguy diễm lại càng chột dạ, hoàn hảo, không vất vả. Quả trứng này hắn ngủ một giấc liền tự mình đi ra, hoàn toàn không có cảm giác, hắn cũng không biết mình mang trứng, tỉnh lại nhìn thấy trứng trong nháy mắt hắn cũng bối rối. Nghĩ lại hắn có thể phụ bằng trứng quý, kẹp trứng khiến nhiếp thanh liền khẩn cấp tìm tới không nghĩ tới hoàn toàn vô dụng quả nhiên vẫn phải bắt được hang ổ mới được xem xong chúng ta trở về đi nhiếp thanh thản nhiên mở miệng nguy diễm không dám tin nhìn về phía cô anh không có uy nghiêm như vậy sao anh cũng không phải con hổ giấy vào ổ trộm của hắn nào có khả năng còn để cho người ta đi ra ngoài về sau bị truyền ra ngoài hắn không cần thể diện sao nhiếp thanh nhìn anh một cái anh không cảm thấy thiếu cái gì sao, anh để trứng trên sofa không mang đến. Thoáng qua lại lộ ra biểu tình không quá đồng ý, nó bây giờ tuy rằng còn nhỏ, nhưng không ai biết nó bây giờ có nhớ hay không. Và đứa trẻ bị bỏ rơi trong gia đình sẽ đi đến cực đoan, và bạn không thể là một người cha vô trách nhiệm. Nguy diễm quả thật đã quên trứng, khi còn bé hắn cứ như vậy tới, đều là tự mình kiếm ăn, cha mẹ điềm xấu. Có đôi khi bị ác quỷ khác khi dễ cũng không ai giúp hắn nhưng đối mặt với lời nói nguy diễm của nữ sinh cũng khiêm tốn tiếp nhận hiện tại hắn cũng không phải là người cô đơn hắn có huyết mạch cùng bạn đời đi thôi nó còn nhỏ như vậy để nó ở nhà một mình quá nguy hiểm nghe ngữ khí nếp thanh rõ ràng mềm nhũng nguy diễm ngoài mặt lạnh như băng thực tế đuôi đã sớm vẫy lên trời lần này trước hết buông tha cho nàng chỉ cần nàng nguyện ý làm bạn lữ của hắn hắn có thể làm ổ ở cái kia nho nhỏ trong nhà ngoài cửa tô nhã không biết bên trong xảy ra chuyện gì chỉ là thành thật ngồi sổng ở cửa thật sự là thế phong nhật hạ đối đãi với quỷ như vậy còn có thiên lý hay không két một tiếng cửa bị mở ra bên trong truyền đến thanh âm níp thanh duyệt mau vào đi tô nhã vụt một tiếng đứng lên hai mắt bao hàm huyết lệ nhìn không được cảm khái trên đời vẫn còn nhiều người tốt a à? chẳng qua cải trắng này bị heo hút không sai chính là nam nhân lòng dạ hẹp hòi Tâm nhãn nhỏ bé giống như lỗ kim. Cậu cứ ở nhà tôi, chờ lý đội trưởng điều tra ra hung thủ, tôi sẽ đưa cậu đi đầu thai. Nhiếp Thanh cẩn thận dặn dò Tô Nhã, chờ chuyện này kết thúc sẽ đưa cô đi đầu thai. Chờ tìm được hắn ta ta nhất định phải lột da hắn. Nhiếp Thanh khuyên can. Nếu trên tay anh nhiễm mạng người thì không thể đầu thai, ván lẽ sẽ không hạ thủ lưu tình với quỷ dính mạng người. Tô Nhã nghi hoặc, ván lẽ là cái gì? chưa từng nghe nói qua a à. nhiếp thanh giải thích với cô tên như ý nghĩa chính là chuyên môn bắt quỷ đối với ác quỷ đã thương tính mạng sẽ bị tan thành mây khói gần đây trong cuộc bận rộn chỉnh đốn và cải cách cảm thấy ác quỷ chỉ báo thù không làm tổn thương những người khác thì có thể xử lý nhẹ nhàng nhưng có người cho rằng chỉ cần đã thương người thì nên tan thành mây khói nhiếp thanh lại nhìn cô một cái chờ cô lột da anh ta cô cảm thấy người xử lý chuyện này sẽ thuộc phái nào Tô Nhã rụt cổ lại, vậy ta vẫn là tận lực cậu thả một chút đi. Chương 5 Suy nghĩ kỹ càng thiếp mời Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Các ngươi đều là con nít hư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Ta tại cái này liều một phen thi thể bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Trứng trứng ăn khuya Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tiểu cô nương ngươi thật là người tốt đâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Khoe khoang điện thoại mới bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test